Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay, về giải mã những đường chỉ tay cực hiếm này. Về trên thế giới, với những đường chỉ tay này thì chỉ có 3% người trên thế giới là có đường chỉ tay này. Đây là những đường chỉ tay cực phẩm của những người kiệt xuất. Và các bạn thân mến, để muốn biết được với những đường chỉ tay cực hiếm này đó là những dấu hiệu chỉ tay như thế nào thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay, về giải mã những đường chỉ tay mà trên thế giới chỉ có 3% người có đường chỉ tay cực phẩm này. Đây là những người không kiệt xuất thì cũng là một lãnh đạo tài ba. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giải nghĩa về đường chỉ tay cực phẩm này để xem bạn có phải là một trong những người có những đường chỉ tay cực hiếm này hay không. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về trên thế giới chỉ có 3% người là có đường chỉ tay cực phẩm này, với một số tên tuổi lớn trong lịch sử như Hoàng đế Hy Lạp hoặc Tổng thống Bill Clinton đã sở hữu những đường chỉ tay XY cực phẩm này. Tuy nhiên, với số người trên thế giới sở hữu đường chỉ tay này lại cực hiếm, chỉ có 3% thôi. Và các bạn thân mến, thứ hai là về những đặc điểm để chúng ta nhận biết được đường chỉ tay XY nó vô cùng hiếm gặp như thế nào. Với đường chỉ tay XY thì được hình thành ở giữa hai đường chỉ tay, ở phía bốn ngón tay, không nằm dưới ngón tay cái, mà chữ XY nó xuất hiện rõ ràng ở hai nét đập bằng nhau, không phải là do sự giao thoa giữa hai đường chỉ tay dài cũng như là các đường chỉ tay nhỏ lẻ khác ở trên lòng bàn tay. Về góc nhìn về khoa học thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học ở Nga thì chữ XY trên lòng bàn tay là có một mối liên kết thú vị với vận mệnh của người sở hữu nó. Trong nghiên cứu này thì đã được thực hiện qua dữ liệu tổng hợp hơn 2 triệu người, kể cả người còn sống với người đã khuất. Theo đó thì những người sở hữu đường chỉ tay XY này là người có trí nhớ siêu phàm với một tấm lòng vị tha rất cao cả. Hầu hết những người này đều có phẩm chất lãnh đạo hoặc là người xuất chúng ở trong xã hội và được nhiều người đời yêu mến và trọng vọng. Về đặc biệt, nếu cả hai lòng bàn tay đều xuất hiện đường chỉ tay chữ XY thì người này còn kiệt xuất gấp đôi. Còn về góc nhìn về nhân tướng học mà nói, xét về tính cách thì những người sở hữu đường chỉ tay XY này được đánh giá là sở hữu một giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm và nhạy bén, tức là luôn cảm nhận được mối nguy hiểm xung quanh mình, từ đó có cơ chế tự bảo vệ bản thân và đưa ra những hướng giải quyết hợp tình hợp lý hơn. Và đã trải qua nhiều thời gian, họ đã hình thành một nguồn năng lượng bao bọc xung quanh họ và người ngoài thì khó có thể xâm nhập được. Nếu ai đó mà cố gắng nói dối thì họ sẽ bộc lộ những mặt xấu nhất của họ ra ngoài. Và dù là họ có tha thứ, họ cũng sẽ không bao giờ quên đi và không có ai có thể gây nguy hại cho họ bởi vì vận may mắn và năng lượng mạnh mẽ bên trong của họ. Với một trực giác của những người này rất nhạy bén, họ có trí nhớ cũng rất tốt, nhớ lâu với các sự kiện trong đời và bên cạnh đó, họ cũng dễ dàng thích ứng và không cảm thấy phiền phức với những gì sắp diễn ra xung quanh. Còn xét về vận mệnh sang hèn của những người có bàn tay có hình chữ XY này, trước hết thì cần phải khẳng định rằng người có đường chỉ tay chữ XY này sinh ra đã mang trong mình một mệnh giàu sang phú quý hơn người thường.
Đa phần những người sở hữu một ký tự ích gì trong lòng bàn tay sẽ trở thành những cá nhân rất thành công và nổi trội. Vì thế, cuộc sống luôn sung túc, giàu sang và được nhiều người đời kính trọng. Với những ai mà cả hai lòng bàn tay đều có đường chỉ tay chữ ích chỉ này thì ra sao? Và có quan niệm đã cho rằng khi sống họ được mọi người tôn sùng, thậm chí là được ghi tên vào sử sách, khi đã khuất thì được lưu lại tiếng thơm cho muôn đời sau. Còn về công danh sự nghiệp của người có bàn tay có đường chỉ chữ ích chỉ này, thì với con đường sự nghiệp của người có đường chỉ tay chữ ích chỉ này là vô cùng tươi sáng và tốt lành. Trước khi thực hiện việc gì đó thì họ luôn luôn lập kế hoạch thật rõ ràng và chi tiết để đưa ra một quyết định nào đó. Người này thì luôn cân nhắc, suy tính rất cẩn thận và rất chu đáo. Với sự thành công trong sự nghiệp thì một phần chịu sự ảnh hưởng từ tính cách của người có bàn tay chữ ích chỉ này. Với tính cách thì cương trực và ngay thẳng, không gian dối, khiến cho các mối quan hệ giao tiếp thì ngày càng thân thiết và được gần gũi hơn. Còn về mặt khác thì với sự nhanh nhẹn, lý trí cộng với việc nắm bắt cơ hội may mắn đã giúp cho họ thành công hơn trong cuộc sống, và cuộc sống thì thêm sung túc, gia đạo bình an và hạnh phúc viên mãn bên cạnh người thân thương của mình. Còn xét về chuyện tình duyên và gia đạo với người có bàn tay chữ ích chỉ này, vốn là người có bàn tay chữ ích chỉ đã xem trọng sự nghiệp nên đường tình duyên đến với họ rất muộn. Người này yêu ghét rõ ràng, một khi yêu ai đó thì họ luôn dành trọn trái tim cho đối phương. Tình yêu của người có bàn tay chữ ích chỉ là khá chân thành và trung thủy, và một lòng một dạ trước sau như một. Dù bạn là nam hay là nữ mà có đường chỉ tay chữ ích chỉ này thì luôn là người chồng hoặc là người vợ rất mẫu mực của một gia đình, luôn luôn hy sinh mọi thứ để mái ấm luôn ngập tràn một niềm vui và tiếng cười. Dù sự nghiệp quan trọng nhưng gia đình của họ vẫn là trên hết. Về thứ ba là hãy lưu ý với những điều quan trọng nhất là tùy theo độ sâu đậm và mờ nhạt của đường chỉ tay chữ ích chỉ mà vận mệnh của chủ nhân của nó có sự biến đổi nhất định. Không phải là chữ ích chỉ trong lòng bàn tay nào nó cũng đem lại may mắn và thành công cho người sở hữu nó, và cụ thể như sau. Thứ nhất là đường chỉ tay chữ ích chỉ sâu đậm rõ nét, thì đây là đường chỉ tay nó thể hiện sự may mắn và thành công tốt lành cho chủ nhân sở hữu nó. Với mọi việc ở trong tương lai đều suôn sẻ và hanh thông, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, giàu sang phú quý. Và đây cũng chính là trường hợp chiếm 3% số người trên thế giới đã nêu trên. Về thứ hai là về đường chỉ tay chữ ích chỉ ngay thẳng, nó tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành trong cuộc sống. Người này đi đến đâu cũng may mắn, thành công tới đó, làm chơi, ăn thiệt, tiền của vật chất thì đong đầy. Và trong cuộc sống thì giàu sang phú quý, gia đạo rất bình an và có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và viên mãn. Về thứ ba là với người có đường chỉ tay chữ ích chỉ nông cạn nhưng rất mở và lại còn đứt đoạn, là nó thể hiện về vận mệnh của người này không được tươi sáng. Đôi lúc thì với chuyện làm ăn và tình cảm gặp chút vấn đề rất gian nan và trắc trở, chẳng may gặp tai ương nguy hiểm gây chết chóc. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.